Mời quý vị và các bạn cùng đón xem bóng chuyền độ. Đây là xe đấu thứ nhất giữa đội Lê Tiêm và FC. Xe đấu thứ nhất, phát bóng của anh Yum và bò nhỏ thành công, điểm cho FC 1-0. Đây là những cầu thủ đến từ Gia Băng là Ngoan Banh, còn Gla là Lâm, Phíp và Job, Lê Tiêm, Thông Tiêm, Dung và những cái tên nổi tiếng đầy đắc đoa. Chuyên về bóng chuyền độ, những khuôn mặt thân quen của trò chơi bóng chuyền. Nhoan và bò nhỏ lóng tay không thành công. Banh rất tốt, điểm hai đều. Điểm cho Lê Tiêm 3-2. Quả phạt bóc vẫn là Yum. Quả bóng rất mạnh, rất tiếc là anh đã bị chạm lưới. Điểm 4-2 cho Lê Tiêm. Vẫn trong sân, một pha cứu bóng rất tiếc là điểm 5-2. Quả đá bóng xuyên qua hai tay trắng của Lê Tiêm, điểm 3-5 cho FC. Phạt bóng tốt, Banh bò nhỏ ra ngoài, điểm 6-3 cho Lê Tiêm. Lâm và đập rất mạnh, bóng chạm hàng trắng ra ngoài. Một miếng thịt thăn rất ngon. Không, quả đập không qua lưới của Lê Tiêm. Điểm 5-6. Banh quả đập bóng rất tốt, bóng chạm hàng trắng ra ngoài, điểm cho FC 6-6. Thông, bây giờ Thông chuyển sang cây chuyển 2 và chạm lưới của Lê Tiêm. Rất tiếc là nháy lên đập mà tay bên trái lại bị chạm lưới, điểm qua mặt 7-6. Phát bóng tốt, không, quả đập rất mạnh nhưng không qua được hàng trắng, điểm 8-6. Phát bóng tốt, phát bóng rất mạnh, rất may một pha yoga vút rất đẹp của cây chuyền 2. Thông, điểm 7-8.
phạt bóng ra ngoài. Không. Bành. Rất tốt. Một pha yoga bò nhẹ. Một miếng thịt xào ngon. Rất tiếc là bước 1, xin lỗi, phát bóng không qua lưới, điểm 80, thuyết, nhoàn, bóng rất mạnh không qua lưới. Nhoan không qua được vòng số 6. Ta không không qua được hàng trắng. Ta rất tiếc là pha đưa bóng không qua lưới. Điểm 11-9. Phạt bóng tốt. Rất tiếc một pha yoga quẹt rất nhanh của Thông. Điểm 10-11. Điểm sát nhau. Bành không qua được hàng trắng. Vẫn là bành tiếp. Không qua được hàng trắng. Điểm vẫn trong sân. Rất tốt, quả đập rất mạnh. Mười hai mười. Tiêm quả đập rất mạnh, bóng chạm hàng trắng ra ngoài. Điểm cho Lê Phiêm 11-12. Hai đội tỷ số là sát nhau. Nhoan đá bóng không qua lưới. Mười hai đâu. Cây chuyền hai rất đẹp nhưng rất tiếc là một pha đập cuối cùng kết thúc của Nhoan lại không qua lưới. Và đập nhẹ thì lại bóng chạm tay trắng. Vậy là không phải là set thứ nhất mà là set chung kết. 13 điểm đổi sân. Đập bóng tốt vẫn không nhoan. Tiêm quả đập rất mạnh, bóng chạm hàng trắng ra ngoài. Điểm 13 đều. Bước 1 không được tốt. Được bóng. Rất tốt. Đôi chân của Nhung rất tốt. Được bóng tốt. Điểm cho FC 14-13. Lâm phạt bóng tốt. Rất tiếc là bước 1 hỏng. Dọc Lâm một pha quẹt bóng rất tốt. Bóng đá trúng vào ngực của Dung. Điểm 15-13. Phạt bóng tốt. Đà Hiếp Bành. Vậy là này tiêm đã bị chạm lưới. Điểm 16-13. Rất tiếc cho Phleum. Lâm phạt bóng tốt. Điểm
Cầu đập chạm hàng trắng vẫn trong sân. Chạy bóng tốt. Điểm 17-13. Phạt bóng không qua lưới. Điểm 14-17. Phạt bóng tốt. Quả nhỏ thành công. Đây, ba hàng trắng của Pleikiem nên trong sân rất thoáng. Bỏ nhỏ thành công của Nhoan. Điểm 18-14. Rất tiếc. Tình huống lập bập dọc. Bỏ nhỏ ra ngoài. 16-18. Phạt bóng rất mạnh ra ngoài. Điểm cho FC 19-16. Phạt bóng tốt. Đúng một rất đẹp. Điểm. Đập bóng không qua lưới. Quả đập rất mạnh của Nay Tiêm. Rất tiếc là bóng không qua lưới. Điểm 20-16. Không. Lâm. Đội bóng chạm hàng trắng ra ngoài. Điểm cho FC 21-16. Đội bóng rất mạnh chạm hàng trắng của FC. Điểm cho Pleikiem 17-21. Phạt bóng tốt. Lâm. Đập bóng tốt. Điểm 22-17. Không được. Và phát bóng rất hay. Đánh lừa. Phạt bóng ra ngoài. Điểm 18-23 cho Pleikiem. Phạt bóng không qua lưới của cây trên 2. Chỉ còn một điểm nữa thôi. Lâm. Phạt bóng ra ngoài. Điểm 19-24. Một pha phát bóng ra ngoài, điểm rất nhẹ nhàng. Kết thúc 24-19, nghiêng về FC đã giành phần thắng.